Các bạn thân mến, bài học của chúng ta hôm nay tiếp tục cái phần từ vựng tiếng Trung về bệnh tật. Chúng ta sẽ học tiếp sang phần 2 về từ vựng. Tiếp tục chúng ta có từ 41. Sấn chinh xoay rua có nghĩa là suy nhược thần kinh hoặc là bị yếu thần kinh. Sấn chinh có nghĩa là thần kinh. Xoay rua có nghĩa là suy nhược hoặc là từ yếu. Người yếu cũng có thể dùng từ xoay rua. Sấn chinh, ví dụ chúng ta có thể ghép từ sấn chinh bệnh, bệnh thần kinh. Sấn chinh xoay rua, suy nhược thần kinh. Chúng ta đọc lại này. Sấn chinh xoay rua. Sấn chinh xoay rua. Tiếp tục từ thứ 42. Chua củ sấn chinh thông. Chua củ sấn chinh thông có nghĩa là đau dây thần kinh tọa. Thường là những người già. Akungama pe chua cụ sấn chinh thông. Ông cụ bà cụ là bị đau dây thần kinh tọa. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Chua cụ sấn chinh thông. Chua cụ sấn chinh thông. Tiếp tục chúng ta có từ 43. Sen thiên sinh xin trang binh. Cả câu này, cả cái từ này, cụm từ này chúng ta dịch là bệnh tim bẩm sinh. Chúng ta ở đây có thể chia ra làm hai. Bẩm sinh là sen thiên sinh, bệnh tim là xin trang binh. Chúng ta ghép cả cái cụm từ này vào thành là bệnh tim bẩm sinh. Ví dụ như là chúng ta có cái loại bệnh gì đó bẩm sinh chẳng hạn thì chúng ta đặt đằng sau này và chúng ta cho cái từ sen thiên sinh lên đằng trước. Chúng ta đọc lại một lần nữa này. Sen thiên sinh xin trang binh. Sen thiên sinh xin trang binh. Tiếp tục chúng ta sang từ thứ 44. Chẹ xin chảo thung là bệnh tim co thắt. Chúng ta đọc lại. Xin chảo thung. Xin chảo thung có nghĩa là bệnh co thắt mạch vành tim đó. Là chúng ta cũng thể dùng từ này. Nói chung là tim co thắt hay là bệnh đau thắt mạch vành tim chúng ta cũng đều có thể sử dụng từ xin chảo thung. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 45. Tung mai yên hoa. Tung mai yên hoa. Tung mai có nghĩa là động mạch. Yên hoa có nghĩa là bị cứng hóa. Chỗ này chúng ta dịch là sơ vữa. Cả cái cụm từ này chúng ta dịch là sơ vữa động mạch. Tùng mai yên hoa. Có thể dịch cả cái cụm từ này là sơ vữa động mạch vành. Cũng có thể dùng từ này. Tùng mai yên hoa. Tùng mai yên hoa. Tiếp tục chúng ta có từ 46. Liếu产. Liếu产có nghĩa là bị sảy thai hoặc là bị lưu thai. Chúng ta cũng có thể dùng từ này. Liếu产. Liếu产. Tiếp theo từ thứ 47. Cháo sản. Cháo sản là đẻ non hoặc là sinh non. Tại sao chúng ta đọc là
cháo chản mà chúng ta không đọc là chảo chản, bởi vì là hai chúng ta học cái ngữ pháp ấy, thì hai thanh ba đi liền với nhau thì thanh đầu tiên phải biến thành thanh hai, cho nên chúng ta đọc là cháo chản, cũng giống như từ lý hảo đó nha, nỉ hảo đó, thì chúng ta phải đọc là lý hảo để cho nó nhẹ và nó dễ đọc. Đây là thuộc về phần ngữ pháp. Tiếp tục từ thứ 48, sơn sử. Sơn sử có nghĩa là bị sỏi thận. Nếu chúng ta nói là bị sỏi thì chúng ta có thể nói là chía sứ, có nghĩa là bị sỏi, kết kết thành sỏi, kết thành thạch thì người ta gọi là chía sứ, thì có thể nói là sỏi, bệnh sỏi. Ở đây nếu chữ sân đây có nghĩa là thận, tạng thận, thì chúng ta có thể nói ngắn gọn sân sứ là sỏi thận. Tiếp tục từ thứ 49, can yin pen là xơ gan. Can yin pen, ở đây cái từ can này có nghĩa là can đấy, là gan đấy. Yin pen có nghĩa là nó bị cứng lại, xơ cứng lại. Yin pen, yin là cứng, pen có nghĩa là bị biến đổi, cứng ra. Cả cái cụm từ này chúng ta dịch là xơ gan. Can yin pen. Can yin pen. Tiếp tục chúng ta có từ thứ 50. Tráng cấn tử. Tráng cấn tử có nghĩa là bị tắc ruột. Tráng ở đây nó là ruột này. Cấn tử ở đây có nghĩa là bị tắc, bị tắc hoặc là bị nói chung là tắc tắc ruột. Các bạn thân mến, cái bài học của chúng ta hôm nay đến đây là hết. Các bạn hãy đăng ký để được theo dõi các cái video clip tiếp theo. Xin thân ái và chào tạm biệt các bạn.